Đây là Tam Kỳ rồi anh em ạ. Mình vừa mới đi qua quảng trường. Ở đây quy hoạch đường xá rất là to anh em ạ. Vừa một cái con lương ở giữa và rất là rộng luôn. Sau này ví dụ như càng mở rộng đường thì nó sẽ bốc thêm cái con lương lại. Tưởng tượng khá là hay đúng không? Đây là núi Tam anh em ạ. Đây là Bình Sơn Quảng Ngãi anh em ạ. Còn 30 phút nữa là sẽ tới phố Quảng Ngãi. Mình vừa có một bạn mình ở đó bán mì Quảng. Có lẽ là giờ mình đi thẳng vô luôn trong đó này nè, 30 phút nữa là mưa luôn. Giờ đã quá mặt rồi mình mưa luôn. Đây là đang vô thành phố Quảng Ngãi anh em nè. Mình đang ở đây tiền mà bỏ mì giáp. Giờ đi qua bên này. Đây là sông Trà Khúc anh em ạ. Sông này là sông Trà Khúc. Anh em ơi, hiện tại mình đang Quảng Ngãi anh em này. Đây là quán của bọn mình, mì Quảng Vô Thủy trong Quảng Ngãi anh em ạ. Chỉ là 233 Phong Bò Châu, Quảng Ngãi. Đây anh em nè, vừa nãy dứt tô mì gò xong rồi giờ chờ thêm tô ấy. À, club. Club. Đó là vô làm quốc hà tô đấy, biết. Đây, bà chủ, mì Quảng Vô Thủy, 233 Phong Bò Châu, của Quảng Ngãi đúng không? Cà xã Quảng Ngãi. À. Cà xã số 9 á. À, cà xã 9 à. Ừ. Đây, menu là giòn lắm anh em. Có lắp lương gà ấy quá trời luôn. Nên em đi ngon qua có dịp ghé vô ăn nha. Ngon đó. Không biết có phải là do mình đúa hay không mà ăn ngon. Rồi thử lại mấy lần là do mì ngon nhưng phải do mình đúa. Quốc hai tô mì gà với có lắp. Xong bà chủ cho lên đây gì đó cay nữa. 233 và bà chào con ngại. Ok, nghỉ ngơi tiếp rồi mình chạy tiếp bên em. Đường Hồng Vương, thành phố Quảng Ngãi đó anh em ạ. Đây là đang ở mũi đất Quảng Ngãi anh em ạ. Cắn trong phù Mỹ anh em à. Hãy ngồi đầu phù Mỹ mình cũng thắc mắc tại sao là mọi người ở đây hay chạy chậm chậm đấy. Mình vừa mới có câu hỏi thì phía trước cho mình ta trả lời luôn. Chạy quá tốc độ 68 thì tấp vào phạt, một phạt. Nhưng mà các chú cũng vui vẻ, tạo điều kiện xử lý nhanh, 350 rồi cho đi. Mình ngô mai bên định anh em. Trong phù cát anh em nè. Yo anh em, đây là Tây Sơn Bình Định anh em ạ. Phú Phạm Tây Sơn Bình Định. Giờ là 6:20 rồi, mình đang đi lang thang tìm nhà nghỉ anh em ạ. Mình đi tìm phòng đây anh em. Cầm bóng. Mệt mỏi lưng. Phòng của mình tóm lại đây. 300.000 một đêm. Phú Phạm Tây Sơn Bình Định. Không được, còn hơi kẹt thế thôi. Đồ đạc đầy đủ sạch sẽ, 300.000 một đêm. Nước này nước miễn phí, còn nước trong tủ thì uống thì tính tiền. Bia bóp đầy đủ, snack các loại đồ ăn vặt, bình nước siêu tấp và dép đi trong phòng. 300.000 một đêm. TV
Ok. Cái chỗ này thì nó gần với chỗ ngày mai mình đi làm việc anh em ạ. Này mình có chút việc ở Phú Phong, Tây Sơn. Rồi mai đi lang thang gọi thì có không biết ở đây có anh em nào không. Đa phần thì anh em chủ yếu ở dưới cánh Phù Mỹ, An Nhơn. Mình ở lên Tây Sơn này thì nó hơi xa. Ok, chắc để tắm rửa một phát rồi đi kiếm gì ăn anh em ạ. Tối nay lang thang một mình ở đây, hơi buồn. Bây giờ là 7:30 anh em ạ. Mình đang ở Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định anh em ạ. Nói bên này là có quán vé bò nước ngon lắm, để em đi tìm thử coi như thế nào. Vé bò nè 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 này, tìm trên map thấy quán của cô nữa nè. Cô nghe thấy là đây là có vé bò nướng, chạy tới ăn thử. vé bò cái này bán món gì cô? Vé bò thịt bò. Vé bò thịt bò, món vui đúng loại bò đó. Dạ. Dạ để cho ăn tô thử. Và lần đầu tiên ở Quảng Nam vô. Cái này bán, cô bán lao gì cô? 25 năm à? Dạ. Yeah. Tôi vé bò là như đây đó à? Ờ, cái bánh tráng nữa là 25 ngàn. Dạ. Trong đây là có những chi trong đây cô? Trong đây là có gì? Lòng. Lòng. Mọc đồ đắng. Lòng mặt đắng. Dạ. Ok. Cái này 4 bánh tráng nhiều cô? Ờ. Vé bò đây nè. Nghe mọi người nói là phải Tây Sơn mình định là thử, nên thử vé bò. Mày quá. Đi qua trong lúc cô vẫn còn mở cửa. Thử phát coi. Cô ơi, quán mình là chỗ 70 Bùi Thị Xuân nè cô. Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Đây nè. Một tô vé bò như thế này đây. Đấy. Làm huyết. Giá. Để thử phát coi. Ngon ngon ngon. Mới hút cái nước thử thôi mà thấy ngon kia thiệt. Búp mì bánh tráng cho tí rồi sắm. Rồi mình sực lại. Người cô bán cả ngày luôn cô? Người cô bán cả ngày luôn à? Bán cả ngày luôn. Một tô ứng nữ có 25.000 đồng nha này. Một tô đại nhóc đồ ăn luôn mà chỉ có 25 thôi, ngon lắm. Anh em đi ngang qua Phú Phẩm nhớ ghé thử nha nè, ngon lắm. Nãy mình cũng đi hỏi quanh mọi người ở đây món gì ăn đặc trưng ở đây thì được biết là món vé bò. Đây mình có bánh tráng nè, chấm bánh chấm nè. Em ăn người bỏ phải sống luôn. Ăn như thế này cô cho em cà trà đá nữa. Quá sướng. Mình đang ở tại quán 70 Bùi Thị Xuân, quán cô Mùi anh em nè. Quán nổi tiếng, thấy mọi người review quán giá bò của cô Mùi khá là nhiều. Đây, cháo bò giá bò nạm cháo mắm đuôi. Đây là địa chỉ 70 Bùi Thị Xuân đúng không? Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Đã thử và khẳng định ngon anh em ạ. Vừa mới mua thêm cô bịch đem về nữa. Đây. À, ra mắm nữa rồi cô? Ờ. Dạ dạ. Đây. Đây, rồi. Đây, quầy của cô bán đây, cô Mười đây. Cô bán 25 năm rồi ạ. Ngon, ngon anh em ạ. Anh em nào đi ngang qua đây một lần nhớ ghé cô đây ăn nha, thử nha. Ở đây có bán dép. Cổ còn nha. Dạ. Đường này thịnh lắm, bán sướng lắm. Giờ nó hư mất cái mớ cầu máu như kia. Thành cho nên là giờ mới tái tiếng đường mất cái cây cầu ở dưới này tí phải cô? Đi qua bảo tàng Quang Trung đó. Này cái cháo, dép. Yeah. Cái này là gì cô? Thịt bò. À, này thịt bò. Cháo với giá. Cháo nạm. À. Dạ. Ok. Để sao có dịp qua lại đây qua ăn tiếp. Dạ. Cảm ơn cô nghe. Về luôn đã. Về luôn anh. Dạ. 70 Bùi Thị Xuân nha anh em. Ok, đi tiếng quán cà phê uống thôi. Anh em ơi, đi về nghe anh thấy chị đây bán bánh tráng nướng anh em nè. Đấy. Đây mới gọi một dĩa thôi. Cái này nướng trứng nè chị. Dạ dạ. Một phần bánh tráng nướng là như thế này. Cái này là nướng pate đây chị. Pate hay là trứng? Thịt với trứng. Thịt với trứng à? À. Thịt với trứng đây nè. Nhìn hấp dẫn. Tép. Ừ. Thịt trứng tép. Thịt.
Ngon. Ngon chị ơi, kêu là quán này quán nướng bánh tráng ngon nhất không vậy? Anh nói chị như dùng chả cá nữa à, hay chả gì? Là cá biên chiên. À cá biên chiên à? À, đây có cá biên chiên với đây nướng bánh tráng nữa nè. Ngon. Ngon giòn á. Vừa với vị phò anh ạ. Thế là kết thúc hành trình anh một ngày rồi anh em ạ. Dù một ngày thì ăn vị quán như thấy tới sân Bình Định thì ăn bò vé với bánh tráng nướng, cà phê tối. Ok, kết thúc một ngày. Bây giờ 12 giờ đi ngủ rồi sáng mai đi loanh quanh ở đây. Chờ video tiếp cho anh em xem nha. Ok, bye.